Giới thiệu cả nhà một chiếc bếp nhỏ nhưng có vỏ các bác nhá. Một chiếc bếp của Zinai các bác ạ. Một chiếc bếp mặt men rất là đẹp luôn. Em Hương bán cho cả nhà với giá tương tác kênh thôi. Đấy mặt men này các bác nhìn này rất là đẹp. Em Hương mới bóc tem cho cả nhà một cái chiếc bếp ra. Sử dụng thì cực kỳ đơn giản luôn. Rất là dễ sử dụng các bác nhá. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh hàng Nhật của em Hương. Các anh chị vào xem bếp thì cho em Hương xin một nốt like. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em Hương thêm một nốt đăng ký kênh nữa ạ. Đây, một em bếp rất đẹp vặn các bác nhé. Cái dòng xí vặn như thế này thì nó rất là gần gũi và dễ sử dụng. Những các bác mà lớn tuổi rồi thì rất là thích những cái dòng này. Và đặc biệt cá nhân em Hương thì cũng rất là thích những cái dòng như thế này. Thì mình phải ấn này, mình ấn nhẹ tay một chút xíu, mình vặn ngược chiều kim đồng hồ như thế này thì mới bật được lửa bác nhé. Nên là không có sợ con nhà mình nghịch vào đây đâu. Một chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai KGE31 các bác nhé. Đây là mã số của bếp. Các bác nhận hàng, các bác cứ kiểm tra cái mã này giúp em Hương. Hai bếp nấu và một bếp nướng các bác ạ. Một chiếc bếp ga mà lại có lò nướng nữa thì nghe có vẻ hơi lạ đúng không ạ? Nhưng mà trước mắt chúng ta đây là một chiếc bếp ga như thế. Đây là khay nướng và vị nướng của bếp các bác nhé. Đây rất là sạch sẽ này. Vị nướng thì bằng inox, còn khay nướng thì có mạ trắng men. Đây ạ. Đây là phía trong của lò nướng này các bác. Phía trong của lò nướng nhá. Em Hương cũng sẽ test lửa luôn cho các anh chị cùng theo dõi. Đây, lửa rất là xanh đúng không ạ? Lửa rất là xanh này. Trên nấu dưới nướng cùng một cái thời gian đấy thôi. Nhưng mà mình có thể chế biến rất là nhiều món ăn. Phía dưới đây nhà em Hương cũng đã lắp lưới chống chuột luôn cho mình rồi đây nhá. Đấy. Các bác nhận bếp thì chỉ việc cắm dây ga vào và sử dụng thôi. Không phải làm thêm một cái gì nữa đâu. Bếp phím vặn sử dụng cực kỳ đơn giản luôn ạ. Mình ấn vào, các bác lưu ý giúp em Hương này. Ấn nhẹ tay vào một chút xíu thôi. Đây ạ. Ấn vào, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, lửa. Khi mình bật một bếp thì cả ba bếp đều sẽ đánh lửa cả nhà nhá. Đây, bếp rất là đẹp luôn. Lửa cực kỳ xanh luôn cả nhà. Đấy. Bếp đánh lửa bằng một đôi pin đại. Pin này các anh chị các bác có thể mua ở cửa hàng tạp hóa hoặc là điện dân dụng. Mình sử dụng cái pin này được từ 3 tháng đến 6 tháng tùy vào nhà mình sử dụng nhiều hay ít cả nhà nhá. Đấy. Trung bình thì khách nhà em Hương phản hồi là sẽ tầm khoảng 4 tháng các bác ạ. Bếp ga Nhật nó có những cái đặc điểm ưu việt gì khác biệt so với bếp ga Việt Nam? Thì thứ nhất, bếp ga Nhật sẽ tự động tắt bếp khóa ga khi mà nồi cạn nước. Các bác kho cá, kho thịt không may bị quên cũng sẽ không có lo nó bị cháy nồi nữa. Cái thứ hai là bếp ga Nhật sẽ tự động khóa ga khi mà mất ngọn lửa đi. Cái thứ ba là bếp ga Nhật cũng sẽ tự động khóa ga khi mà bị nước trào vào khi mình nấu canh trứng, canh cua hoặc mình nấu cháo các bác nhé. Em Hương sẽ test thử cho các bác một cái tính năng an toàn của bếp ga Nhật. Đấy ạ. Đó là tính năng sẽ khóa ga khi mà mất ngọn lửa đi này. Đối với tính năng này thì các bác đợi chờ cùng em Hương 15 giây cả nhà nhé. Sau 15 giây thì bếp mới khóa ga. Bếp ga Nhật rất là an toàn mà giá thì chỉ hơn bếp của Việt Nam một chút xíu thôi các bác ạ. Chỉ hơn vài trăm ngàn. Các bác thêm 300-400 ngàn các bác mua cái chiếc bếp ga này để về sử dụng thì cực kỳ an toàn luôn. Một chiếc bếp ga của Zinai. Rồi, chiếc bếp ga này thì báo hiệu bằng tín hiệu đèn ở đây cả nhà nhé. Đèn nó sáng nhấp nháy đây này, đã báo hiệu cho mình là đã khóa ga rồi đấy. Em Hương sẽ test luôn cho các anh chị nhìn thấy này. Khi mua một chiếc bếp ga ở nhà em Hương thì các anh chị sẽ được những gì? Thứ nhất đó là mua được cái sự an toàn, mua được sự tiết kiệm và sự tiện lợi. Hai bếp nấu, một bếp nướng mà, đúng không cả nhà? Em Hương sẽ đồng hành cùng với các bác một năm. Em Hương bảo hành cho các bác một năm nhé. Sau một năm thì vẫn hỗ trợ sửa chữa cho các bác. Bao lưới chống chuột, tặng một đôi pin. Và sẽ hỗ trợ nâng đời bếp cho các bác nhé. Đấy, khi nào các bác cần cái gì thì cứ gọi em Hương ạ. Chiếc bếp ga này em Hương bán với giá là 1 triệu 800 nghìn đồng thôi các bác ạ. 1 triệu 800 nghìn đồng, bao ship luôn. Bao ship, bao lưới chống chuột và tặng pin. Bảo hành một năm cả nhà nhé. Để bác nào mà quan tâm tới cái mẫu bếp ga này thì liên hệ em Hương. Các bác đã lưu số của em Hương chưa ạ? 0359014200 là số của em nhé. Các bác lưu số để khi các bác có nhu cầu về mua các cái phụ kiện của bếp như là bếp chiên lửa họng hoặc là một cái bộ phận nào đấy thì nhà em Hương cũng có sẵn để bán cho các bác nhé. Em Hương xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cuối cùng thì em Hương xin các bác một like, một đăng ký kênh trước khi rời kênh của em Hương. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của em Hương nhé.